Trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta, không ai có thể quên được niềm vui háo hức và hân hoan chờ đợi đón Tết đến xuân về, để được du xuân, nhận lì xì, nhận những lời chúc hay ăn chóng lớn. Chủ điểm Tết và mùa xuân là một trong những nội dung trong chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên, tình cảm gắn bó với mọi người xung quanh, hiểu và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Năm nay vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, hoạt động vui đón Tết của các bé ở các trường mầm non trên địa bàn huyện đã và đang diễn ra sôi nổi, mang nhiều màu sắc với những hoạt động phong phú. Các bé được tìm hiểu và biết được nhiều điều về phong tục tập quán tốt đẹp trong dịp lễ Tết như chúc Tết ông bà, bố mẹ, người thân, thầy cô giáo, tổ chức sum họp, mừng thọ người cao tuổi. Cùng với đó là các hoạt động đón Tết như trang trí lớp, bày mâm ngũ quả, trang trí cây đào, làm bưu thiếp chúc mừng năm mới, tập làm các món ăn ngày Tết, rồi các hoạt động tìm hiểu, khám phá về thời tiết, cảnh vật mùa xuân, các trò chơi dân gian và lễ hội. Không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Cô và trò các trường mầm non trên địa bàn huyện đang nô nức tổ chức các hoạt động chào đón xuân mới. Tới thăm bất kỳ trường học nào trên địa bàn huyện sẽ thấy khung cảnh ngày Tết thật đầm ấm và thân thương. Đó là sự kết hợp của không gian giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, là sự kết hợp giữa kỷ niệm xưa với trải nghiệm hiện đại, giúp cho các bé được tìm hiểu và phát triển toàn diện. Đặc biệt, tại các trường mầm non Trung Hà, Ngũ Lão, Lập Lễ, Lưu Kỳ, Minh Đức và trường mầm non Kỳ Sơn, cô và trò các trường háo hức chuẩn bị trang trí khuôn viên nhà trường, không gian lớp học trở thành không gian gia đình ấm cúng với hoa đào đỏ rực, hoa mai vàng, đan xen với màu xanh của bánh chưng, bánh tét. Thực hiện cái công văn chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện cũng như là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên về công tác tổ chức cái hoạt động lễ hội mùa xuân cũng như là cái Tết sum vầy cho các con trong trường mầm non Lập Lễ. Thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức cái hoạt động mà trải nghiệm về gói bánh chưng cho các con cùng với phụ huynh, cùng với ba mẹ của con, cùng các cô giáo để tổ chức thành công một cái lễ hội mùa xuân cũng như là hoạt động gói bánh chưng. Hoạt động thứ hai là chúng tôi tổ chức cái môi trường giáo dục có sắc xuân đem vào trong nhà trường, đem vào tới từng nhóm lớp để mà các con được trải nghiệm các hoạt động. Hoạt động thứ ba là hoạt động duy trì cái nền văn hóa của địa phương, đó là hát đúm. Hoạt động thứ tư là về hoạt động tặng quà, hỏi thăm tất cả những cháu có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn ở địa phương cũng như là các cháu ở trong nhà trường. Tại mỗi lớp, các bé cùng cô trang trí cây mai, cây đào cho thật đẹp. Những chậu hoa rực rỡ được trang trí dọc khắp hành lang và sân trường. Những hoạt động đó giúp cho các bé được sống trong không gian đậm chất xuân, được tìm hiểu về những cây, hoa đặc trưng của ngày Tết. Chào đón xuân Giáp Thìn 2024, cô và trò trường mầm non thị trấn Minh Đức đã tổ chức một số các hoạt động chào xuân. Điển hình là một số hoạt động cô và bé cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết, bánh dày ngày Tết và một số các loại bánh cho ngày Tết cổ truyền. Ngoài ra, các cô và các bé còn trang trí Tết bằng những câu đối, những loại hoa đặc sắc, đặc trưng cho ngày Tết. Và qua những hoạt động đó, cô trò kết nối tình cảm. Khắp các lớp học rộn ràng chuẩn bị những bông hoa đào, hoa mai rực rỡ đua nở với những câu đối, pháo đỏ, mâm ngũ quả đón Tết. Và mỗi khi Tết đến xuân về, trong mâm cỗ người Việt, ngày Tết cổ truyền, dù ở đâu cũng không thể thiếu chiếc bánh chưng xanh, gói bánh chưng vào ngày Tết. Hòa chung trong không khí rộn rã của ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, cô và trò tại các trường mầm non trên địa bàn huyện đã phối hợp cùng với các bậc phụ huynh tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Cô và trò cùng tất bật cho công tác chuẩn bị, những chiếc lá dong được rửa sạch sẽ, lau khô, khuôn gói bánh, những nguyên liệu cần thiết gồm gạo nếp, lá dong, đỗ xanh và thịt lợn đã sẵn sàng trong sự hứng khởi của các bé. Các bé tỏ ra rất thích thú và hào hứng khi được tự tay làm một chiếc bánh chưng xanh. Một số bạn nhỏ rất khéo tay tạo ra những sản phẩm đầu tay. Qua đó các con sẽ hiểu thêm về ý nghĩa của những chiếc bánh chưng và ý nghĩa về tình yêu dân tộc, sự gắn kết giữa con người với con người trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.
giúp bé hiểu được những nét đặc trưng trong phong tục truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Từ đó, giáo dục trẻ lòng tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam cũng như biết giữ gìn phong tục truyền thống trong ngày Tết cổ truyền. Mỗi năm Tết đến xuân về thì tất cả các con trường mầm non Kỳ Sơn cũng sẽ sống trong cái không khí ấm áp, rộn ràng với nhiều cái hoạt động mà đón Tết. Thì năm nay cũng trước cái thềm Tết của năm Giáp Thìn 2024 cũng như là thực hiện cái kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường mầm non Kỳ Sơn, nhà trường cũng tổ chức chuyên đề giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng ngày hội, ngày lễ thông qua cái chương trình Tết yêu thương, thì để hướng tới các hoạt động chuẩn bị đón Tết cũng như là chuyên đề thì nhà trường thì phối hợp với các bậc phụ huynh đã tạo môi trường về chủ đề Tết trong lớp học cũng như là ngoài sân trường. Thì với cái bàn tay khéo léo của các cô giáo cùng với sự nhiệt tình của các bậc phụ huynh thì hiện nay thì các khu vực ở trên sân trường là hoa đào, hoa mai đều khoe sắc, không khí Tết là đã về đến trường mầm non Kỳ Sơn. Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở, cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa đẹp nhất của đất trời. Và với nhiều hoạt động chảy hội mùa xuân vui tươi rộn rã, các trường học đã mang đến cho các bé một mùa xuân nho nhỏ đầy ý nghĩa trước thềm Tết Nguyên Đán. Các bé được tham gia các hoạt động trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kỹ năng sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các con. Trong không khí rộn ràng chào đón xuân mới, cùng hình ảnh những chiếc áo dài đỏ thắm ngộ nghĩnh mà các em nhỏ khoác lên mình đã mang mùa xuân về thật gần. Những hoạt động này không chỉ mang đến cho trẻ cơ hội trải nghiệm những trò chơi dân gian để thêm yêu những nét văn hóa truyền thống, mà còn giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và khả năng phản xạ, phán đoán, tư duy. Xuân là một trong những giải pháp của nhà trường. Nhà trường đã thực hiện nhiều cái hoạt động như là tổ chức cho các lớp xây dựng môi trường giáo dục, cũng như là khoang cảnh khung cảnh nhà trường, cải tạo các nhà chòi, các gian hàng cũng như là sân khấu và toàn bộ những cái trò chơi cho các con trải nghiệm trong lễ hội mùa xuân. Qua hoạt động này thì nhà trường để các con được thể hiểu, tìm hiểu thêm về các hoạt động của ngày Tết cổ truyền. Có thể nói, mỗi hoạt động trải nghiệm mà các trường tổ chức cho học sinh đã giúp các em ngay từ lứa tuổi mầm non có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết dung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn. Qua đó, các em cũng được bồi dưỡng tình yêu đối với quê hương đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Bằng những hoạt động hấp dẫn được các cơ sở giáo dục, các trường mầm non trên địa bàn huyện đã tổ chức bài bản, chu đáo, đã mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những ký ức đẹp về mùa xuân, về cội nguồn, về Tết cổ truyền dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục cho các em ý thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho mọi người càng thêm yêu quê hương đất nước, càng gắn bó với gia đình, với cộng đồng và thêm trân quý những giá trị của cuộc sống. Đây sẽ là hành trang vững chắc giúp các bé phát triển toàn diện, trưởng thành, trở thành những công dân có ích, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.